Do đó, thịt động vật là khẩu phần chiếm đa số của loài mèo. Bên cạnh đó, hầu hết loài mèo không uống nước nhiều, vì vậy chúng cần độ ẩm trong thức ăn. Và ngọn, chúng cũng có cổ và cánh ngắn hơn. Con vịt có bàn chân có màng được thiết kế để bơi. Bàn chân có màng của chúng hoạt động giống như mái chèo. Khi vịt ngủ, chỉ một bán cầu não của vịt là nghỉ ngơi, nửa kia vẫn thức. Hee 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 h